Thái Mỹ Linh vừa làm nên lịch sử tại bang Washington khi trở thành người tị nạn chiến tranh Việt Nam đầu tiên vào hạ viện tiểu bang này ở bờ Tây của nước Mỹ. Nữ dân biểu Đảng Dân chủ đại diện cho Bellevue, thành phố lớn thứ năm ở Washington, tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ vào ngày thứ Hai ở thủ phủ Olympia của bang này. Bà nói, cơ quan lập pháp cần phải phản ánh nhiều cộng đồng đa dạng trên toàn tiểu bang của chúng ta và đó là lý do vì sao đây là một vinh dự to lớn đối với tôi khi được đem những kinh nghiệm của một người tị nạn vào công việc này. Tôi cam kết sẽ là một tiếng nói không chỉ cho những người tị nạn mà còn cho tất cả các cộng đồng không được biết tới nhiều trong chính phủ tiểu bang, nữ dân biểu này nói. Website của khối dân chủ Hạ viện bang Washington cho biết, bà Mỹ Linh là người tị nạn đầu tiên tuyên thệ nhậm chức vào cơ quan lập pháp của bang này. Dân biểu Mỹ Linh đến Washington lúc 15 tuổi, đã mạnh mẽ chỉ trích chính sách mới của tổng thống Donald Trump nhằm trục xuất những người tị nạn chiến tranh Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995. Cộng đồng người Việt ở Washington hoang mang sau khi có những thông tin rằng chính quyền Trump đang tìm cách thương thảo lại một thỏa thuận được ký giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam hồi năm 2008, cho phép những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995 khỏi bị trục xuất. Việc này trái ngược với chính sách mà đất nước chúng ta đã luôn có trong lịch sử, như là một phần trong những nỗ lực nhân đạo đối với những người đồng minh Việt Nam. Bà Mỹ Linh viết trên trang Facebook cá nhân Bà Mỹ Linh là một trong hai người gốc Việt góp mặt trong cơ quan lập pháp của bang Washington, người còn lại là Thượng nghị sĩ Châu Nguyễn đại diện địa hạt 34.